vụ ly hôn ngàn tỷ chính thức khép lại clip ông đặng lê nguyên vũ nói về chuyện chọn vợ gây sốt cộng đồng mạng một lần nữa quan điểm chọn vợ của ông đặng lê nguyên vũ lại được dân tình đưa ra mổ xẻ sau vụ ly hôn nghìn tỷ kể từ khi vụ án ly hôn của vợ chồng trung nguyên nổ ra đến nay đã trải qua 7 năm xét xử kéo dài vụ án nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận và tốn không ít giấy mực của báo chí đây là vụ án ly hôn kéo dài lâu nhất bởi không tìm được tiếng nói chung trong việc phân chia khối tài sản khủng của hai vợ chồng vua cà phê Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã họp để xem xét kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án ly hôn giữa hai vợ chồng vua cà phê. Sau khi xem xét, Hội đồng thẩm phán đã biểu quyết với nội dung không chấp nhận kiến nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đây được xem là quyết định cuối cùng trong quy trình tố tụng. Như vậy, với phán quyết này, vụ tranh chấp ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên kéo dài 7 năm sẽ khép lại. Như vậy, với phán quyết này, vụ tranh chấp ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên kéo dài 7 năm sẽ khép lại bởi đây là quyết định cuối cùng trong quy trình tố tụng. Sau khi vụ ly hôn vừa kết thúc, Quan điểm chọn vợ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ hot trở lại và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể ngày 10 tháng 4, mạng xã hội TikTok bất ngờ lan truyền video phỏng vấn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ năm 2019 nói về quan điểm nên nên chọn vợ chọn chồng. Trong video, ông chủ cà phê Trung Nguyên nói: "Qua nói sau này cưới chồng cũng vậy, cưới chồng mà ngon lành là phải cưới chồng bằng hoặc cao hơn mình thì nó hay hơn, cái người phối ngẫu đó." Qua hay nói đùa với các em trai Việt Nam, muốn làm việc lớn chọn vợ cho đúng người, bởi vì giới hạn của người phối ngẫu sẽ kéo mình xuống luôn, rồi nó lấy con lấy cái, lấy tình cảm rồi nó ràng buộc nên kéo xuống hết nên cái giới hạn đàn ông việt hiện nay chính là giới hạn của người phối ngẫu tại đa số là vậy không thoát được đâu đừng có dẫn nghen nó cho cái vòng này là vòng ghê gớm lắm theo đó vị vua cà phê cho rằng khi chọn vợ chọn chồng phải chọn những người tài giỏi như mình hoặc tài giỏi hơn bởi ông cho rằng nếu chọn sai vợ người bạn đời đó sẽ lấy nhiều lý do con cái tình cảm từ đó tạo sự ràng buộc và kéo chân sự phát triển của một người đàn ông sau khi clip được chia sẻ đã thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận và tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều nhiều người tỏ ra không đồng tình với quan điểm của ông vũ cho rằng người vợ không phải là nguyên nhân khiến người chồng không thể phát triển. Lúc còn nghèo sao không ai nhìn thấy chị vợ chịu thương chịu khó chấp nhận bên cạnh lúc thành đạt rồi thì bảo rằng giác ngộ. Trên lúc muốn bỏ, sao lúc cưới không chê. Cho em hỏi, anh rằng vợ anh là người kéo anh xuống hay giúp anh tiến lên vậy? Công việc thì giỏi không ai bàn, nhưng về gia đình ông nói thế thì các cặp vợ chồng họ ly dị hết quá. Lúc khó khăn không nhắc lúc giàu nứt thì chê lên xuống. Số khác thì đồng tình và ủng hộ hoàn toàn quan điểm của ông vua cà phê Trung Nguyên. Nhiều người nhìn thiền cận kêu ông nói sai, chứ thật ra là rất chuẩn đấy không tự nhiên hoa hậu nó lấy đại ra đâu đàn ông mới hiểu được câu nói của chú chắc chắn một trăm phần trăm chú nói chuẩn trải qua mới biết qua nói cái gì cũng đúng bài học gia đình của qua mà câu nói này đúng đó xứng tầm thì người phối ngẫu sẽ hát OK tự tin mặc cảm phải ngang cùng tần số cùng lối suy nghĩ hiện tại video vẫn đang khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi và tạo nên nhiều ý kiến trái chiều được biết quan điểm chọn vợ này của ông đặng lê nguyên vũ được đưa ra trong buổi trò chuyện với truyền thông đầu tháng 12 năm 2019, khi ông đặng lê nguyên vũ và bà lê hoàng diệp thảo chính thức ra tòa ly hôn tuy nhiên mới đây video bất ngờ được đăng tải trở lại